Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về tình hình xung đột quân sự tại Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Nổ lớn ở Kiev, Nga ra tối hậu thư. Nhiều tiếng nổ được nghe ở thủ đô Kiev sau khi Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi những binh sĩ Ukraine còn cố thủ trong một nhà máy thép ở thành phố Mariupol đầu hàng vào lúc 10 giờ sáng nay ngày 17 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Reuters dẫn lại thông tin báo chí địa phương cho hay nhiều vụ nổ đã được nghe thấy ở thủ đô Kiev trong những giờ đầu của ngày 17 tháng 4. Trong đêm trước đó, nhiều tiếng còi báo động đã vang lên gần như khắp các khu vực ở Ukraine. Hiện chưa có sự giải thích chính thức về những vụ nổ đó. Hôm 16 tháng 4, thủ đô Kiev của Ukraine và các thành phố lớn khác đã phải hứng chịu nhiều cuộc không kích của Nga, theo Reuters. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã phá hủy một nhà máy sửa chữa xe tăng ở Kiev. Nga cũng thông báo nước này đã nhắm vào một nhà máy sửa chữa xe quân sự tại Mykolaiv, thành phố sát mặt trận phía nam. Nga ra thời hạn đầu hàng cho binh sĩ Ukraine ở Mariupol. Bộ Quốc phòng Nga ngày 16 tháng 4 kêu gọi những binh sĩ Ukraine còn cố thủ trong một nhà máy thép ở thành phố Mariupol ngày 17 tháng 4, theo giờ Moscow, hứa sẽ đảm bảo an toàn cho họ. Xem xét tình hình thảm họa tại nhà máy luyện kim Azovstal và được hướng dẫn bởi những nguyên tắc nhân đạo, các lực lượng vũ trang Nga đề nghị những người chiến đấu thuộc các tiểu đoàn theo chủ nghĩa dân tộc và lính đánh thuê nước ngoài dừng các hành động thù địch ngày 17 tháng 4 năm 2022 theo giờ Moscow, tức là 10 giờ theo giờ Việt Nam. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh trong tuyên bố tối ngày 16 tháng 4, theo đài RT. Đến trưa nay, theo giờ Việt Nam, chưa có thông tin về phản ứng liên quan của cả Nga và Ukraine. Tổng thống Zelensky đề cập tầm nhìn về thỏa thuận hòa bình. Phát biểu với báo chí Ukraine vào ngày 16 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng một thỏa thuận hòa bình với Nga có thể gồm hai văn kiện riêng biệt mà sẽ bao phủ hai vấn đề chủ chốt, những đảm bảo an ninh cho Kiev và mối quan hệ tương lai với Moscow, theo đài RT. Tổng thống Zelensky giải thích rằng Moscow muốn một văn kiện toàn diện mà sẽ giải quyết tất cả vấn đề, nhưng vì những đảm bảo an ninh có liên quan đến những nước khác nên hai văn kiện có thể là một giải pháp. Một thỏa thuận hòa bình với Nga có thể gồm hai văn kiện khác nhau, một văn kiện liên quan đến những đảm bảo an ninh cho Ukraine và văn kiện còn lại trực tiếp giải quyết mối quan hệ của Ukraine với Liên bang Nga, ông Zelensky nói. Tổng thống Zelensky cho biết Anh, Mỹ, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã tỏ ý sẵn sàng cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine, nhưng cho đến nay vẫn chưa có nước nào trong số đó đưa ra tuyên bố chính thức. Trước đó đã có một số nước cũng bày tỏ sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ukraine, gồm có Đức, Pháp, Ba Lan và Israel, theo RT. Tuy Nga và Ukraine đã đạt được những bước tiến đáng kể trong cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này cho hay các cuộc hòa đàm trở nên bế tắc. Ông Putin giải thích rằng Kiev đã không đáp ứng một trong những yêu cầu chính của Moscow là công nhận đảo Crimea thuộc Nga và công nhận độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine. Ý tưởng mới lạ, đáp trả sự cố soái hạm Moscow, Nga sẽ phá hủy vệ tinh của tỷ phú Elon. Theo báo Ấn Độ, điều này nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nga sẽ phá hủy vệ tinh Starlink. Nga có kế hoạch phá hủy vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk vì có liên quan đến vụ tấn công tàu tuần dương tên lửa Moscow. Vào ngày 16 tháng 4, một thông điệp như vậy đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Ấn Độ. Theo báo cáo, điều này đã được tiết lộ bởi ông Dmitry Medvedev, Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất. Cùng ngày, ông Medvedev đã phản hồi về việc này, khẳng định đây là tin giả, nhưng cho biết đây là một ý tưởng mới lạ và sẽ nghiên cứu nó. Theo trang web Republic World của Ấn Độ, ngày 16 tháng 4 đưa tin, vệ tinh Starlink đã khiến Nga tức giận vì có thông tin cho rằng vệ tinh Starlink đã được sử dụng cho việc hướng dẫn và hỗ trợ tấn công tàu tuần dương tên lửa Moscow của hạm đội Biển Đen. Chiếc tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường bốc cháy và cuối cùng bị chìm. Bài báo cho rằng ông Medvedev sau đó đã ra lệnh phá hủy các vệ tinh Starlink trên lãnh thổ Nga và khu vực mà Nga tiến hành các hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine để đảm bảo an toàn cho lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Tuy nhiên, hãng truyền thông Nga RBC đã phủ nhận thông tin của giới truyền thông Ấn Độ. Hãng tin cho biết thông báo này xuất hiện trên một trang web giả mạo là trang web chính thức của Đảng nước Nga Thống nhất vào ngày 16 tháng 4. Trang web giả mạo này dẫn lời được cho là của ông Medvedev nói rằng lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã lên kế hoạch phá hủy các vệ tinh của công ty SpaceX của Mỹ vì chúng có thể tham gia vào cuộc tấn công tàu tuần dương Moscow. Theo báo cáo, RBC đã phủ nhận thông tin được đăng tải bởi trang web giả mạo nói trên và yêu cầu cơ quan giám sát viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông đại chúng của Liên bang Nga cấm trang web này vì thông tin mà nó công bố không thuộc về lập trường chính thức của Đảng nước Nga Thống nhất và chứa thông tin tổn hại danh dự của lực lượng vũ trang Nga. Sau đó, RBC cho biết trang web giả mạo đã bị cấm và địa chỉ IP của nó đã được đăng ký tại Mỹ.
Đối với tin giả nói trên, một số phương tiện truyền thông Nga như Sputnik, TASS dẫn phản hồi của ông Medvedev vào ngày 16 tháng 4. Ông gọi đây là một ý tưởng mới lạ và cảm ơn người đề xuất ý tưởng. Về việc phá hủy vệ tinh Starlink, đây là một ý tưởng mới lạ. Xin cảm ơn, còn quá sớm để làm như vậy. Nhưng vì có yêu cầu như vậy nên chúng tôi sẽ nghiên cứu nó, ông Medvedev viết với giọng điệu trào phúng. Tổng thống Ukraine cảnh báo khả năng chấm dứt đàm phán. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16 tháng 4 theo giờ địa phương cáo buộc Nga đang không ngừng tấn công thành phố Mariupol và điều này có thể khiến các cuộc đàm phán ngoại giao không thể tiếp diễn. Việc tấn công vào những người dân Mariupol có thể chấm dứt bất cứ hình thức đàm phán nào, ông nói. Tổng thống Ukraine cũng cho biết ông đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo của Anh và Thụy Điển về việc giải quyết vấn đề ở Mariupol thông qua biện pháp tốt nhất. Ông nói số phận của Mariupol có thể được quyết định thông qua đối đầu thực địa hoặc ngoại giao. Các đối tác cung cấp cho Ukraine tất cả các vũ khí hạng nặng cần thiết như máy bay để chúng tôi có thể giảm sức ép của đối phương Nga đối với Mariupol và phá vỡ phong tỏa, ông nói trong bài phát biểu hàng đêm. EU sẽ chú ý tới lĩnh vực ngân hàng và năng lượng cho gói trừng phạt thứ 6 tới Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen nói với tờ Bild Sonntag rằng Liên minh châu Âu đang xem xét các biện pháp chống lại lĩnh vực ngân hàng, cụ thể là Sberbank, cũng như các hạn chế trong lĩnh vực năng lượng trong bối cảnh liên minh này đang thảo luận thêm về các biện pháp trừng phạt đối với Nga với Ukraine. Chúng tôi tiếp tục xem xét lĩnh vực ngân hàng, cụ thể là Sberbank, chiếm 37% lĩnh vực ngân hàng của Nga, và tất nhiên lĩnh vực năng lượng sẽ được thảo luận, người đứng đầu Ủy ban châu Âu cho biết hôm 17 tháng 4. Bà nhấn mạnh, Liên minh châu Âu hiện đang phát triển cơ chế thông minh, đưa đầu vào gói trừng phạt tiếp theo chống lại Nga. Nga công bố video thủy thủ đoàn soái hạm Moskva. Theo hãng tin TASS của Nga, Bộ Quốc phòng đã công bố video về cuộc họp của tư lệnh hải quân với thủy thủ đoàn Moskva. Dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng, hãng tin của Nga cho biết Tổng tư lệnh Hải quân Nga Đô đốc Nikolai Emenov đã gặp thủy thủ đoàn của tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Moskva ở Sevastopol. TASS công bố video của Bộ Quốc phòng vào hôm 16 tháng 4. Trong video cho thấy hình ảnh các sĩ quan và thủy thủ của tàu chiến lược được báo cáo đã bị chìm, đang đứng thành hai hàng. Số lượng thủy thủ trong hình không rõ. Quân đội Nga chưa công bố những tổn thất về người trên tàu Moskva, con tàu bị chìm trên Biển Đen hôm 14 tháng 4, không rõ có bao nhiêu thành viên trên tàu còn sống sót. Moskva là soái hạm của hạm đội Biển Đen của Nga. Ukraine tuyên bố họ đã bắn trúng tàu tuần dương bằng tên lửa chống hạm. Trong khi quân đội Nga chỉ thừa nhận con tàu đã chìm sau một vụ cháy trên tàu và phát nổ kho đạn. Một số nước đã đồng ý mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết hôm 15 tháng 4, chúng tôi mong chờ quyết định chuyển sang thanh toán bằng đồng rúp của các nhà nhập khẩu khác. Ông Alexander Novak nói trong các bình luận đăng trên tạp chí nội bộ của bộ này, ông không tiết lộ danh tính của những khách hàng đã chuyển sang thanh toán bằng đồng rúp. Tháng trước, Tổng thống Vladimir Putin cho biết người mua khí đốt của Nga từ các nước không thân thiện nên thanh toán bằng đồng rúp, một động thái bị chính quyền Liên minh châu Âu bác bỏ. Ông Putin sau đó đã cảnh báo sẽ cắt đứt nguồn cung khí đốt đến châu Âu nếu yêu cầu của ông không được chấp nhận. CNN, gói vũ khí của Mỹ tài trợ cho Ukraine đã tới nơi. Các chuyến hàng từ gói hỗ trợ an ninh mới nhất của chính quyền ông Biden cho Ukraine đã bắt đầu tới nơi, một quan chức Nhà Trắng nói với CNN hôm 16 tháng 4. Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần này đã thông qua gói hỗ trợ an ninh, vũ khí và đạn dược trị giá 800 triệu USD cho Ukraine. Mỹ lần đầu tiên đồng ý cung cấp cho Kiev các loại vũ khí hạng nặng trong bối cảnh một số quan chức chính quyền Biden cách đây vài tuần đã cảnh báo nguy cơ leo thang rất lớn của xung đột ở Ukraine, bao gồm 11 máy bay trực thăng Mi-17, 18 khẩu pháo 155 ly Howitzer và 300 máy bay không người lái Switchblade. Chuyến hàng trị giá 800 triệu USD lần này nâng tổng số tiền hỗ trợ quân sự mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine lên tới hơn 3 tỷ USD. Chiến sự Nga-Ukraine, vì sao Nga và Tổng thống Putin khao khát chiến thắng ở Donbass? Donbass, một khu vực trung tâm rộng lớn và bao phủ phần lớn miền đông Ukraine, đã trở thành chiến trường ác liệt kể từ năm 2014, nhưng giờ đây đang phải đối mặt với một cuộc chiến thậm chí còn dữ dội hơn nhiều. Theo CNN, trận chiến lớn sắp xảy ra để giành quyền kiểm soát Donbass được cho là sẽ quyết định sự thành bại của chiến dịch quân sự đặc biệt của Tổng thống Putin ở Ukraine. Sau khi lực lượng Nga phải hứng chịu những tổn thất đáng kể ở thủ đô Kiev, cũng như khắp miền Trung và miền Bắc Ukraine trong giai đoạn mở màn của chiến dịch. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy các đoàn xe quân sự và các đơn vị tiếp tế của Nga đang tiến về Donbass để thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn. Ngoại trưởng Ukraine đã cảnh báo thế giới rằng trận chiến lớn sắp xảy ra ở Donbass sẽ nhắc bạn nhớ về chiến tranh thế giới thứ hai. Một chiến thắng của Nga trong khu vực không chỉ có thể khiến phương Tây khiếp sợ, mà còn có thể cứu vãn được mục tiêu chiến tranh của Nga. Ngược lại,
thất bại ở Donbass có thể khiến chiến dịch ở Ukraine của ông Putin trở thành một thất bại lịch sử. Dù kết quả thế nào, trận chiến sắp tới ở Donbass gần như chắc chắn sẽ tàn phá nhiều hơn nữa khu vực vốn có ý nghĩa lớn về mặt lịch sử và văn hóa này. Lịch sử Donbass và lý do khu vực này thân Nga. Donbass được xem là trung tâm công nghiệp quan trọng của Ukraine. Bản thân cái tên Donbass cũng được bắt nguồn từ cụm từ Bethan Donetsk. Donbass trong suốt hầu hết thế kỷ 20 đã đóng vai trò là trung tâm công nghiệp lớn của Liên Xô, nhờ sản xuất ra sản lượng than đáng kể. Markian Dobzhansky, một chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Ukraine tại Đại học Harvard, Mỹ cho biết, Liên Xô đã phát triển mạnh mẽ Donbass như một trung tâm công nghiệp, đó là nơi tạo ra nhịp độ công nghiệp hóa mạnh mẽ của Liên Xô. Sự gia tăng sản xuất thép và kim loại, việc tạo ra các tuyến đường sắt và sự phát triển của ngành vận tải biển ở thành phố cảng Mariupol càng giúp Donbass phát triển mạnh và trở thành trung tâm công nghiệp năng động, đa dạng, không còn đơn thuần chỉ là nơi khai thác than. Trong 3 thập kỷ kể từ khi Liên Xô sụp đổ, sức mạnh kinh tế của khu vực đã suy giảm. Rogi Finin, giáo sư nghiên cứu về người Ukraine tại học Cambridge, nói với CNN rằng vào những năm 1990, Donbass chứng kiến mức sản sụt giảm mạnh về kinh tế. Donbass giờ đây thường được ví như vùng vành đai rì xét của Mỹ, nơi vốn có các địa danh từng phát triển mạnh mẽ, nhưng sau đó phải vật lộn để thích nghi. Nhưng may mắn là Donbass vẫn là trung tâm công nghiệp quan trọng của Ukraine. Sức mạnh công nghiệp lâu đời của khu vực đã thu hút mọi người từ khắp Đông Âu tới khu vực trong thế kỷ qua. Không giống như phần lớn miền Trung và miền Tây Ukraine, phần lớn thiên niên kỷ qua, Donbass chịu sự kiểm soát hoặc ảnh hưởng mạnh mẽ của Nga. Ông Dostansky cho biết các thành phố Donbass nằm xa các trung tâm đô thị và xa các thành phố lớn ở miền Trung lẫn miền Tây Ukraine. Do đó, nền chính trị thân châu Âu chịu ảnh hưởng mạnh của phương Tây ở miền Tây Ukraine thường không được chấp nhận ở vùng này. Donbass có mối quan hệ kinh tế và xã hội chặt chẽ hơn bất cứ phần nào của Ukraine với nước láng giềng Nga. Tiếng Nga cũng là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất ở Donbass, không giống như ở miền Tây Ukraine. Nhưng cảm giác tách biệt với thủ đô Kiev và các trung tâm đô thị khác của Ukraine cũng làm nảy sinh một loạt các phong trào địa phương, bao gồm phong trào ly khai. Lực lượng ly khai thân Nga kể từ năm 2014 đã cố gắng giành quyền kiểm soát Donbass sau khi Moscow sáp nhập Crimea. Donbass có ý nghĩa như thế nào đối với Nga và ông Putin? Theo CNN, mặc dù Donbass cùng với phần còn lại của Ukraine tách khỏi Liên Xô vào năm 1991, khu vực này vẫn giữ vai trò đáng kể trong tâm trí của giới lãnh đạo Nga. Một áp phích tuyên truyền nổi tiếng của Liên Xô từ năm 1921 đã mệnh danh Donbass là trái tim của nước Nga. Trước đó, khu vực này là một phần của khái niệm Novorossiya hay nước Nga mới, một thuật ngữ chỉ các vùng lãnh thổ về phía Tây mà Nga muốn mở rộng ảnh hưởng, theo CNN. Các chuyên gia cho rằng những ý nghĩa lịch sử như vậy về Donbass vẫn có thể tồn tại trong thế giới quan của Tổng thống Putin. Các nhà quan sát thường cho rằng mong muốn lớn nhất của Tổng thống Putin là xây dựng lại Liên bang Xô Viết hoặc đơn giản là khôi phục lại vinh quang đã mất cho nước Nga. Để biến những mong muốn như vậy thành hiện thực, không thể thiếu Donbass khi nơi đây còn cộng hưởng cảm xúc với tư cách là xương sống công nghiệp của một nước Nga vĩ đại. Về mặt biểu tượng, Donbass rất quan trọng. Donbass đã cung cấp nguyên liệu thô cho toàn Liên bang Xô Viết, ông Dostansky nói. Chính bởi bối cảnh đó, Tổng thống Putin đã ủng hộ lực lượng ly khai thân Nga cách đây 8 năm và bây giờ các lực lượng Nga được cho là sẽ quyết tâm giành chiến thắng trong trận chiến quyết định ở Donbass sắp tới. Thắng lợi ở Donbass sẽ là phần thưởng khuyến khích cho Nga cũng như ông Putin vì hiện Kiev đã nằm ngoài tầm kiểm soát của quân đội Nga. Nhưng đây là phần thưởng khuyến khích ý nghĩa. Samir Puri, một thành viên cấp cao trong lĩnh vực chiến tranh đô thị và chiến tranh hỗn hợp tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IESS, đồng thời cũng từng làm quan sát viên ngừng bắn ở Donbass từ năm 2014 đến năm 2015, kết luận. Theo CNN, hơn 14.000 người đã không qua khỏi trong cuộc xung đột ở Donbass kể từ năm 2014, trong đó có 3.000 dân thường Ukraine. Cho biết kể từ năm 2014, gần 1,5 triệu người ở Donbass đã buộc phải rời bỏ nhà cửa để tránh chiến sự. Cuộc chiến sinh tử ác liệt. Liệu trận chiến Donbass sẽ là chương cuối cùng trong cuộc chiến Nga ở Ukraine hay chỉ đơn giản là một giai đoạn tiếp theo của nó là điều vẫn còn phải xem xét? Bởi nhiều người cho rằng nếu giành chiến thắng ở Donbass, Nga có thể mở rộng cuộc tấn công trên khắp Ukraine. Đầu tháng này, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã cảnh báo trận chiến ở Donbass sẽ nhắc nhở các bạn về chiến tranh thế giới thứ hai với các cuộc hành quân, giao tranh quy mô lớn, có sự tham gia của hàng nghìn xe tăng, xe bọc thép, máy bay và pháo binh. Nó sẽ rất khác so với những gì mọi người thấy ở Kiev và Mariupol,
ông Putin nói. Sắp tới, Nga có thể sẽ cố gắng bao vây quân đội Ukraine ở phía đông và có thể tấn công từ các thành phố phía bắc nơi họ đóng quân như Izium cũng như từ phía nam và phía đông. Một trận chiến giành quyền kiểm soát Sloviansk đã được dự đoán trước, vì Sloviansk giữ vị trí quan trọng về mặt chiến lược trên hành lang đất liền tiềm năng của Nga. Khi các lực lượng Nga đang tiến về Donbass chuẩn bị cho trận đánh lớn, các chuyên gia nhận định họ sẽ vấp phải sự kháng cự gay gắt của quân đội Ukraine, vốn hiểu biết sâu sắc và đã dốc sức bảo vệ Donbass trong gần một thập kỷ. Donbass là chiến trường trong 8 năm, vì vậy các vị trí quân sự của cả hai bên đều được củng cố cực kỳ tốt. Về mặt quân sự, người Nga chiến đấu ở Donbass sẽ thoải mái hơn so với Kiev, Sumy hay Kharkiv. Nhưng đây cũng là nơi có những đơn vị phòng thủ mạnh và giàu kinh nghiệm nhất của quân đội Ukraine, nên người Nga sẽ phải đối mặt với sự kháng cự gay gắt nhất. Ông Dostansky bình luận.